Diễm Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức bài hát Đời cho em những nốt nhạc vui, một sáng tác nổi tiếng được viết cho các bạn có hoàn cảnh không may mắn của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi qua phần thể hiện của tốp ca thiếu nhi đến từ Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Quảng Nam. Đây là một bài hát mang tính truyền thống và rất đáng tự hào đối với các trẻ em đến từ Trung tâm Nghệ thuật Tình thương do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi sáng lập trên cả nước. Các bạn thân mến, với tâm huyết và nhiệt tình của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, cùng với sự ủng hộ của các cá nhân và các tổ chức hảo tâm trên cả nước, cùng với Hà Nội, Đà Nẵng, Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Quảng Nam đã được thành lập nhằm mục đích chăm sóc và đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật cho các trẻ em bị thiệt thòi và những trẻ em có năng khiếu nhưng không có điều kiện học âm nhạc và cả những tài năng trẻ có niềm đam mê đối với nghệ thuật. Điều đó đã góp phần tạo nguồn cho các trường và các trung tâm nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước. Sau hơn 20 năm hoạt động, Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Quảng Nam nói riêng và Đà Nẵng, Hà Nội nói chung đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào với những tài năng nghệ thuật thiếu nhi đã được phát hiện, ươm mầm và phát triển. Và nghệ sĩ nhân dân Tường Vi chính là người thầy, người mẹ thứ hai và là chỗ dựa rất đáng tin cậy của bao thế hệ học viên nhỏ tuổi đến với trung tâm nghệ thuật này.
Các bạn thân mến, thế hệ nối tiếp thế hệ, hôm nay đây do nhu cầu ngày càng cao các bạn nhỏ có nhu cầu học tập âm nhạc, Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Quảng Nam đã mở rộng cửa, không chỉ tiếp đón những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt thòi, mà còn ưu ái cả những bạn nhỏ thực sự có năng khiếu và có niềm đam mê đối với nghệ thuật. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cùng với các điều kiện học tập khác, nhưng với tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi và sự nhiệt tình của những người phụ trách cùng với các giáo viên giảng dạy, mỗi ngày tại Trung tâm Nghệ thuật Tình thương Quảng Nam đều rộn ràng tiếng hát, tiếng đàn và hứa hẹn một tương lai tươi đẹp đối với vườn hoa nghệ thuật đất Quảng. Những tiết mục mà chúng ta vừa được thưởng thức ở trên cũng như sau đây do chính các bạn đang theo học tại trung tâm biểu diễn. Có thể đây đó còn nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta có quyền hy vọng đối với những mầm non nghệ thuật dưới mái ấm tình thương này. Chúng ta tiếp tục thưởng thức các bạn nhé! Yeah.
Các bạn thân mến, chương trình Giai điệu tuổi thơ giới thiệu một số tiết mục hát múa của các bạn nhỏ Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương Quảng Nam đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau.